Xin chào các bạn đang theo dõi kênh Xe Điện Motor Điện. Hôm nay kênh sẽ giới thiệu một bộ phụ tùng làm xe scooter hai bánh. Xe này thì hiện là bộ phụ tùng này chỉ là phần khung sườn cơ bản, chưa bao gồm phần chuyển động, tức là động cơ. Chưa có thể sử dụng động cơ xăng hoặc là sử dụng phụ tùng động cơ điện. Bộ sản phẩm thì bao gồm một bộ càng trước có giảm sóc, có vòng bi bếp bi bát, có cổ bi để các bạn hàn sẵn vào khung luôn. Một bộ cổ gập, đây là bộ phần cổ gập này. Cổ này có thể mở ra và gập xuống gấp gọn được. Phần đây là phần tay lái. Hai bánh xe. Hai bánh này là bánh hơi, đường kính là 25cm và bản rộng là 8cm. Rất là hầm hố và đẹp. Hai bộ phanh đĩa và cụm phanh. Hai bộ trục xe. Đây là bộ nhông. Bộ nhông này là bộ nhông 65 răng và xích cam. Bộ líp. Líp này được vặn với cái phần ren của cái bánh sau. Bánh trước thì có một phanh đĩa và bên kia là trơn. Bánh sau là một bên phanh đĩa và một bên có ren để vặn với cái líp này. Đây là cái cọc yên. Cọc yên này để gập xuống được. Và đây là cái yên xe. Bộ phụ tùng này thì có thể thích hợp làm xe điện cũng được, xe xăng cũng được. Và nó rất là đẹp. Cái này mình đã từng dựng lên một cái xe màu vàng. Các bạn có thể xem trên cái kênh video YouTube của mình là đã có. Đấy. Phanh đĩa này thì các bạn có thể giảm chi phí đi, thì mình có thể bớt đi một bộ phanh đĩa. Cọc yên này cũng có thể bỏ nếu như mình làm xe đứng, xe scooter đứng thì không cần cọc yên. Còn nếu làm cho trẻ chơi thì có thể mua cả cọc yên và mua cái yên này luôn. Đây là bộ cọc yên. Cái khả năng gấp ra gấp vào của nó thì rất là đơn giản thôi. Đây là nó có một cái khóa. Mình chỉ cần mở cái khóa này, kéo xoay này ra, lật cái này lên là có thể gấp được cái cọc yên này xuống. Đấy. Cọc này là gập xuống thôi. Gập xuống, gập hết cỡ. Và khi cần thì gập lại. Gập thẳng lại. Gập xuống và khóa cái này vào cho nó đỡ bị trôi ra. Cái này thì nó cũng dùng cơ cấu giống như của xe đạp thôi. Nó trong này khi mình rút ốc lên lên thì nó sẽ siết vào trong cái lòng này và chặt lại. Tương tự như thế thì cái cọc yên ngồi cũng có thể gập lại được. Mở khóa này ra. Mở cọc yên ra và gấp xuống. Cái này các bạn cũng có thể tự chế được, nếu như mình làm một cái cọc thường không cần gấp. Cái cọc lái trên này cũng thế, có thể không cần cọc này. Nếu như mình muốn không gấp thì mình có thể tự sử dụng ống để mình hàn cho nó giảm chi phí đi. Một bộ phanh đĩa và một cụm phanh này là 140.000 đồng một cụm một đĩa. Nếu như các bạn bớt đi thì cứ như vậy mà trừ tiền đi. Đối với cái nhông đĩa này thì nó có loại nhông dùng xích cam và một loại nhông nữa là dùng cho cái loại xe ruồi máy xăng. Nó là nhông nhỡ một chút, nó to hơn.
nhỏ hơn xích xe đạp và là to hơn cái nhông xin cam này. Để phân biệt thì khi mua hàng thì các bạn lưu ý như vậy. Trên càng xe này nó cũng có phần để bắt cái cung phanh đĩa. Đây chính là cái tai của nó đây. Cái tai này nó để nó bắt với này cái đĩa này. Vừa với cái này. Đây là cái bánh. Bánh rất là dày và đẹp. Đấy, nó có ren. Ren này vặn vừa với cái nít này. Đấy. Và cái nhông này thì vặn vừa với này cái này luôn, đặt vào đây và vặn lại. À, nó có chớn. À, các bạn theo dõi video của mình thì có thể đăng ký kênh vào nút đăng ký góc phía dưới màn hình và nhấn vào cái biểu tượng hình cái chuông, thì khi có video mới thì nó sẽ tự động báo đến cho các bạn. Việc đăng ký này là hoàn toàn miễn phí. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi video.